Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái câu lệnh rẽ nhánh if else if. Đấy. Thì ở bài học trước thì mình đã giới thiệu về cái lệnh if else, thì cái thì ở đây cái lệnh else if thì nó cũng tương tự như cái lệnh if else đấy. Ở đây thì lệnh if ở đây thì nó sẽ kiểm tra cái điều kiện này, nếu đúng thì nó sẽ làm cái lệnh một và sau đó sẽ trả về kết quả đấy, còn nếu cái nó sai thì nó sẽ else, tức là cái điều kiện này nó mà sai thì nó sẽ else ở đây, và trong cái else ở đây thì nó sử dụng thêm một cái if nữa, điều kiện if nữa, đó là người ta gọi đó là if lồng đấy. Nếu cái điều kiện if lồng này đúng thì nó sẽ thực hiện lệnh một, còn nếu mà tiếp mà là sai thì nó lại tiếp tục làm thêm một cái if lồng tiếp đấy, cứ tuần tự như vậy. Nếu nó tiếp tục sai thì nó sẽ làm cái dòng lệnh else if ở dưới tiếp theo, còn nếu nó đúng thì nó sẽ trả về kết quả ở dưới đấy. Trả về kết quả đấy. Đấy, nó cứ làm việc tuần tự như vậy cho đến khi đấy, cho đến khi tất cả các dòng lệnh else if này ở trên đấy nó đều sai thì nó sẽ dừng lại ở cái else này đấy, tức là tất cả các điều kiện ở trên đều sai thì nó sẽ đi đến cái dòng lệnh else này đấy, và khi else này thì nó sẽ in ra kết quả. Ở cái else này thì mình cũng có thể bỏ đi cũng không sao cả, nhưng mà mình khuyên là các bạn nên sử dụng nó đấy. Ví dụ như tất cả các điều kiện ở đây đều sai thì nó sẽ in, ví dụ ở đây nó sẽ in ra là ở đây các bạn sẽ in, có thể in ra là các bạn đã đi sai đường đấy, ví dụ như vậy. Tức là cái này cũng có thể mình làm ở trong lập trình, vì có thể dùng để kiểm tra xem thử đoạn code mình, như cái đoạn code mình viết đúng hay sai đấy. Khi mà mình viết sai thì nó sẽ in ra là các bạn đã làm sai hoặc là làm gì đó đấy, những cái câu lệnh đó là gì các bạn đã làm sai đấy. Thì đó là một cái ứng dụng của cái lệnh else if. Thì ngoài ra thì mình cũng có thể ứng dụng xét một cái ví dụ như sau, đó là tính điểm để xếp loại học sinh. Nếu mà điểm mà lớn hơn 8.5 thì là loại giỏi, và nếu điểm mà bằng lớn hoặc bằng 7 thì là loại khá, và nếu điểm lớn hơn bằng 6 thì nó là trung bình, và nếu điểm mà lớn hơn bằng 5 thì nó là yếu. Ở đây mình chỉ xét một cái ví dụ như vậy thôi, còn mình không đề cập đến cái vấn đề điểm thực tế đấy. Ở trên đây là một số cái giới thiệu về cái câu lệnh else if đấy. Các bạn chỉ cần trọng tâm vào việc là nếu những cái câu lệnh else if này mà sai thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh, nó sẽ đi đến cái dòng lệnh cuối cùng này đấy, tức là tất cả cái câu lệnh else if này sai thì nó mới đi đến cái dòng lệnh cuối cùng là lệnh else này đấy. Và cái else if thì nó thực hiện tuần tự, nếu có cái else if ở trước mà đúng thì nó sẽ dừng lại và sẽ in ra kết quả, còn nếu sai thì nó tiếp tục làm cứ như vậy đấy. Đấy, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.